Nè, tao nói cho mày nghe nè. Mắc cười chết luôn. Mạnh mẽ nữa ta. Mặt chắc có chân chân luôn á. Bé thì bị hồi bị sanh ra là bị vậy luôn, ngọng vậy luôn, có vậy. Rồi có đôi mắt xanh các kỳ lạ luôn, bán vé số ngày 150 tờ. Bây giờ này cũng hết rồi nè, đó. Rồi bé cũng rất là hài hước, chuyên gia chọc mấy cô liệu này nè. Đó, để mang tiếng cười lại cho cô chú anh chị ha. Kìa kìa kìa, ê ô à ui ô. Mày bé. Rồi bị thu hồi vậy, bị thu hồi vậy. Chưa Tết nữa đã vui rồi. Đó. Này cũng xéo sắc nè. Xéo sắc mấy chồng. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Mày hồi đó nó nói mày á, mày vinh đến tao á. Ăn nguyên trái ớt luôn. Không được, không được. Cay đó. Cay. Ai vô. Một chén muối ớt nhưng mà nó. Mệt rồi. Thấy gì mà quá trời rồi.
Hát trên rồi. Cái này phải đầu ơi. Ai giữ ai dính à? Không ai chứ. Mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi. Nghỉ giải lao à. Chồng hồi cũng mệt hết chứ không phải không mệt đâu. Ờ. Con ta giờ đánh hết cái giờ. Mở thì kiếm muối ăn. Ồ, tao té cháu. Mình em không lận. Yêu. Ờ, đi về. Đi về, ở đi theo chọc nữa đó. Không phải chịu về nữa đó. Công nhận thiệt. Ờ. Đây đi qua nhà, kế nhà chị Thảo Trương. Không có ai ở nhà đâu. Không ai ở nhà đâu. Không ai ở nhà đâu. Nè, mày nói là không ai ở nhà đâu. Kiếm qua chọc cô Hảo Sương nè. Ờ. Cô Hảo Sương không có nhà. Vua chọc luôn quý vị. Bé rất là cũng như là cái có cái tánh hài hước á. Cầm dao đừng có chọc qua không nguy hiểm á.